Trời đất ơi, quán cà phê bữa nay giống như dẫn trời vậy. Từ sáng giờ không có bóng người nữa thì thấy ghê vậy trời. Cho con ly cà phê sữa đá. Vi, không bị gì vậy? Trời đất ơi, qua một đêm thôi mà sao con thê thảm vậy hả? Vụ gì vậy? Con không ngủ được. Con không ngủ được hả? Không ngủ được. Trời ơi, sao mà con không ngủ được vậy hả? Con bị mất ngủ cả đêm. Trời ơi, nhưng mà tại sao lại mất ngủ cả đêm? Con suy nghĩ gì? Con buồn cái gì mà con ngủ không có được? Cô biết không, cả một đêm qua con thức trắng, con suy nghĩ. Con suy nghĩ về cái chuyện vợ chồng của anh Hải với Dung nè. Ủa, vậy làm qua là con rình vợ chồng của Dung với Hải rồi con ngủ không được hả? Trời, cái gì vậy? Mày bị gì vậy con Dung? Cô Lan. Gì? Cho con ly cà phê đen đi. Trời ơi. Hai con luôn hả? À, hiểu. Con nghĩ là một con hành động, còn một con thì theo dõi. Con này theo dõi cho nên ngủ cũng được, con này hành động cho nên là cũng ngủ không có được. Trời ơi, hai đứa bay dễ sợ quá. Con ơi, phải dưỡng sức nha con. Chứ còn nếu mà con cứ huỳnh huỵch cả đêm như vậy á là sức con chịu không có nổi đâu. Con nói thiệt đó, phải dưỡng sức, đừng có vì là tìm. Tại vì con biết nó đang thiệt kiếm em bé cho nên con thông cảm đi. Mà nó làm gì mà dễ sợ mà để cho con Vi nó ngủ cả đêm không được kìa. Không được cô ơi, con mà không chịu anh Hải á, anh quýnh bòm đầu rồi anh đập điện thoại con luôn á. Mày nói chứ, chiều thì chiều chứ mà nó hành hạ nhỏ kiểu này là chết không nổi đâu con ơi. Hành hạ bà này thôi chứ, hành hạ luôn con nè. Thì bởi vậy nè, trời ơi. Nhưng mà nó bắt hầu hạ kiểu gì vậy? Nó bắt hầu hạ kiểu gì mà sao nhỏ này ngủ không được luôn vậy? Đây đây, con thuyết minh con kể nha. Hôm qua ha, con tắm rửa sạch sẽ con lên giường. Con nói hôm nay con ngủ sẽ ngon lắm đây. Con đang thiêu thiêu ngủ cái đâm. Ông Hải đi nhậu xỉn về. Thì con nghĩ là ổng nhậu về rồi ổng lăn ra ổng ngủ. Rồi thôi, giờ tới mình thiêu thiêu mình ngủ. Đang thiêu thiêu ngủ nghe. Uống nước lên đây. Trời ơi. Đó. Vậy chắc bà này đi lấy nước. Con nghe im im nữa con nói rồi, uống nước xong là ngủ. Con lại thiêu thiêu ngủ. Lấy cháo đi ăn. Lại lấy cháo ăn. Xong rồi lại thiêu thiêu ngủ. Hát nhạc rap tôi nghe đi. Rồi bây giờ bà này bà hát gì đùng. Rồi hát cái lương đi. Hát gì đùng. Rồi bây giờ nhảy tưng 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 đi. Rồi nhảy tưng 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 coi như hai người. Trời ơi rầm 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 ở trên. Đúng rồi đó con, y chang vậy luôn nè. Cứ mà hễ ngã lưng cái là xong rồi cứ ngã lưng xuống ra. Xong rồi cứ ngã lưng xuống ra. Bây giờ thành dày luôn nè. Ôi trời ơi, cô thấy dạ, cái con này mà nó cứ bị thằng Hải kiểu đó là chết không có được đâu. Chết chắc luôn á. Chị nó nói phải đúng sao đó. Đi con phải vùng lên. Chị phải cố lên, dùng lên thể hiện sức mạnh của phụ nữ. Chứ bây giờ chị cứ hả giống như là hả chồng chị bắt sao thì làm y chang vậy. Mà chị khổ, mà chị làm em khổ, mà em khổ em than. Xong rồi cô Lan cũng khổ luôn nè. Con phải bắt chước cô nè, hiểu không? Đúng, con phải dùng lên. Đúng rồi. Quyết tâm để làm cho anh bỏ nhậu. Đúng rồi. Mà con làm sao? Con làm cách nào? Làm cách nào giờ con?